Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tập 11 của Giả Diện Hoàng Kim phần 4. Chương 66: Nỗi sợ hãi của lão Gồng. Thấy trong phòng có một cái túi da dùng để đựng đồ, Hoa Hoa kiểm tra trong túi thấy có chìa khóa xe ô tô, giấy tờ tùy thân, ví tiền, một tấm thẻ mà xem ký hiệu, Hoa Hoa nghĩ ngay nó là thẻ để sử dụng thang máy riêng, cùng một số vật dụng cá nhân khác. Đổ tất cả ra mặt bàn, Hoa Hoa lấy hết tiền trong ví, bỏ chiếc điện thoại và tấm thẻ từ dùng cho thang máy vào trong túi, đồng thời lựa lấy hai cái đồng hồ mà Hoa Hoa cho rằng nó rất có giá trị. Mở ngăn kéo bàn nhìn thấy một khẩu súng, cầm khẩu súng trên tay, Hoa Hoa lên đạn với thao tác quá đỗi thuần thục. Tháo băng đạn kiểm tra xem còn mấy viên, bỏ cả khẩu súng vào trong túi, Hoa Hoa nhanh chóng quay trở lại phòng tắm để thực hiện bước đầu trong kế hoạch tẩu thoát của mình. Cầm trên tay cuộn băng keo, dù hai nữ phục vụ hay còn đang bất tỉnh nhân sự, Hoa Hoa vẫn cẩn thận dán băng keo vào miệng họ. Trong lúc đang dán thì một trong số hai người tỉnh lại. Hoa Hoa nhìn cô ta trừng mắt rồi khẽ đưa tay lên miệng làm dấu suỵt. Nhìn những vệt máu loang lổ trên mặt trên áo choàng tắm của Hoa Hoa, nữ phục vụ sợ đến run lẩy bẩy. Nhưng cô ta đủ thông minh để biết, chỉ cần mình im lặng, không chống cự thì sẽ được sống. Bởi nếu muốn giết hai người họ, Hoa Hoa đã làm từ trước đó rồi. Sau khi bịt miệng hai nữ phục vụ, Hoa Hoa chọn lấy một bộ kimono mà họ đang mặc trên người, cởi ra tiếp tục dùng băng keo trói chân trói tay họ lại. Xả nước rửa sạch máu của lão giáp trên cơ thể, lau khô người, Hoa Hoa khoác lên mình bộ đồ kimono. Ngay trước cửa phòng tắm có một xe đẩy đựng đồ của hai nữ phục vụ làm công việc dọn dẹp lúc đến đây. Hoa Hoa dự định cải trang thành một nữ phục vụ, sau đó sẽ đẩy chiếc xe đựng đồ này ra bên ngoài và rời khỏi khách sạn. Kế hoạch khá hoàn hảo khi Hoa Hoa thuận lợi mở cửa bước ra mà không gặp trở ngại nào. Lúc đưa Hoa Hoa đến đây là bốn tên đàn em của lão Giáp, may cho Hoa Hoa chúng đã đi đâu đó chứ không có mặt ở đây. Trong bộ dạng một nữ phục vụ đẩy xe dọn đồ, Hoa Hoa cố gắng vừa đi vừa kiễng chân để tăng thêm một chút chiều cao trong bộ kimono rộng thùng thình nhằm đánh lừa đám đàn em của lão Giáp. Lúc ở trong thùng gỗ cũng ít nhiều cảm nhận và ghi nhớ được đường đi tới chỗ lão Giáp nên bây giờ Hoa Hoa đang cố gắng trở ra vị trí thang máy. May mắn vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hoa Hoa khi cô gái nhỏ đã nhìn thấy vị trí thang máy ở đâu. Tất cả những tên Hoa Hoa đi qua đều nghĩ cô bé là một trong những phục vụ của khách sạn Crown. Lấy tấm thẻ quẹt vào máy quét trước cửa thang máy, quả nhiên khi sử dụng thẻ màn hình mới hiển thị các nút lên xuống và như vậy thang máy mới sử dụng được. Nhấn vào nút xuống và hồi hộp chờ đợi. Sau 3 phút, thang máy đã lên đến nơi. Khi cánh cửa thang máy mở ra, bên trong không có ai cả, Hoa Hoa nhanh chóng đẩy chiếc xe vào trong rồi bấm số 1. Cửa thang máy từ từ đóng lại trong ánh mắt cũng như sự cẩn trọng cao độ của Hoa Hoa. Hoa Hoa biết đây là thang máy độc nhất để đi lên tầng trên cùng và chỉ được sử dụng bởi những người được cấp thẻ ra vào. Nếu suôn sẻ, Hoa Hoa sẽ thoát khỏi đây mà không gặp bất cứ khó khăn nào với điều kiện thang máy đi thẳng một mạch xuống tầng 1. Thế nhưng mọi chuyện lại không trôi chảy. Khi đến tầng 8, thang máy đột nhiên báo dừng. Dĩ nhiên những kẻ có thể dừng và sử dụng thang máy này chỉ có người của lão Giáp. Cửa thang máy mở, đứng bên ngoài là hai tên đàn em của lão Giáp. Chúng cũng ngạc nhiên khi thấy trong thang máy có một nữ phục vụ. Trong số hai tên có một tên đã biết mặt Hoa Hoa. Nhưng lúc này Hoa Hoa nhanh trí quay màn vào trong, đoạn đứng nép vào góc thang máy cùng chiếc xe đẩy. Tên kia liếc qua Hoa Hoa, hắn chú ý vào bộ kimono, đoán là một trong hai nữ phục vụ khi nãy, nên cất lời hỏi. Đại ca tôi chắc đang vui vẻ lắm nhỉ? Hoa Hoa khẽ gật đầu, cố gắng che giấu thân phận bằng cách im lặng. Thế nhưng tên này cũng không phải tay vừa. Nãy giờ hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Hoa Hoa. Dường như hắn phát hiện ra điều gì đó bất thường từ vóc dáng cho đến điệu bộ cử chỉ của Hoa Hoa không giống với nữ phục vụ mà hắn từng gặp. Túm cánh tay Hoa Hoa, tên này hỏi. Quay mặt lại đây xem nào. Ngay khi Hoa Hoa quay lại, gã đàn em của lão Giáp ngay lập tức nhận ra Hoa Hoa là cô bé hắn đưa lên phòng. Thế nhưng đó cũng là lần cuối đôi mắt hắn nhìn thấy được ánh sáng. Xoẹt, với tấm thẻ mở thang máy cầm trong tay, Hoa Hoa cứ một đường ngang tầm mắt tên người Hà Lan, máu bắn ra tung tóe, hai mắt của gã không còn nhìn thấy gì nữa. Gã hét lên đau đớn, khi tên còn lại đang sững sờ hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Hoa Hoa đã tiếp tục cầm tấm thẻ cứa đứt cổ của hắn. Tên mù mắt ôm mặt rên rỉ quằn quại, Hoa Hoa đứng đó nhìn hắn mặt không biến sắc. Rút trong túi ra, ra khẩu súng lấy được ở phòng lão Giáp, Hoa Hoa lên đạn rồi chờ cho thang máy xuống tới tầng 3, cũng là tầng 2 tên này đã chọn.
ngước mắt nhìn lên camera bên trong thang máy. Hoa Hoa biết mình đã bị phát hiện và không thể nào rời khỏi đây êm thấm được nữa. Nếu đã vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là cửa thang máy đã mở, đã xuống đến tầng 3. Hoa Hoa chĩa súng vào tên mắt mù, đoạn bóp cò. Hai phát đạn được bắn ra, khiến cả khu vực tầng 3 là tầng chuyên về nhà hàng ăn uống của khách sạn Crown giật mình. Các thực khách đang dùng bữa phải đứng bật dậy nhìn ngó xung quanh trong sự thấp thỏm lo sợ. Đúng vậy, nếu đã không thể rời khỏi đây một cách êm thấm, chỉ còn cách đó chính là khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nghe thấy tiếng súng, người của băng Akon ngay lập tức lao về khu vực thang máy. Hoa Hoa cũng đã sẵn sàng, có thêm một khẩu súng từ gã vừa bị Hoa Hoa bắn chết. Hai tay hai súng, thân thủ nhanh nhẹn cộng với bộ kỹ năng giết người được học từ Lý Mạch Huệ. Cháu gái đệ nhất sát thủ Mã Gia lạnh lùng bóp cò. Liên tiếp là những tên đàn em của lõ dép đổ gục xuống. Không dừng lại, Hoa Hoa cứ thế nã đạn vào tất cả những cánh cửa kính trên đường đi. Tiếng súng vang lên khiến mọi người đang có mặt tại đây bỏ chạy tán loạn. Trong bộ kimono nhuốm đầy máu tươi, Hoa Hoa đứng trước một tấm kính lớn nhìn thẳng xuống bên dưới khu vực hồ bơi của khách sạn. Lúc này người của Akon đang kéo đến. Chĩa hai súng về phía tấm kính. Hoa Hoa bóp cò, đạn bắn ra, cả tấm kính vỡ thành nhiều mảnh. Quay mặt hướng về phía đám băng đảng đang truy sát mình, Hoa Hoa tiếp tục bóp cò, nhưng chỉ cần bắn được hai phát nữa mà thôi. Hai phát đạn, hai tên nằm xuống, đồng thời Hoa Hoa quay đầu nhảy thẳng xuống hồ bơi từ độ cao 15 mét. Người của băng Akon vừa bắn vừa đuổi theo nhưng không còn kịp nữa. Nước bắn ra tung tóe. Những người đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh hồ bơi giật mình khi từ trên cao có người nhảy xuống. Ít giây sau họ chỉ thấy nổi lên trên mặt nước là bộ kimono màu hồng nhạt loang lổ những vệt máu đỏ tươi. Khách sạn Crown trở nên hỗn loạn bởi thông tin có khủng bố xả súng ngay bên trên khu vực nhà hàng. Mọi người ai nấy đều nghe thấy tiếng súng nổ nên thông tin trên càng thêm tính xác thực. Người của Akon mặc dù phát hiện lão giáp đã chết nhưng cũng không thể manh động hay làm gì hơn khi toàn bộ khách sạn đang trở nên khó kiểm soát. Chúng giáo giết truy lùng, soi cận kẽ toàn bộ camera của khách sạn ở khắp các khu vực, thế nhưng cũng không thể phát hiện được Hoa Hoa đang ở đâu. Cô gái nhỏ sau khi giơ súng bể bơi đã biến mất như một bóng ma. Tại đại bản doanh của Rồng Một Mắt, lão Hồng cũng đang gấp rút lên kế hoạch xử lý Bạch Hổ, thì một cuộc điện thoại gọi đến. Bắt máy nghe, lão Hồng đứng bật dậy, tròn mắt, miệng ấp úng hỏi lại. Chuyện này là thật ư? Chó chết, thế đã bắt được nó chưa? Bên trong điện thoại, người gọi đến trả lời. Dạ chưa thưa lão đại, con bé đã biến mất sau khi giết chết lão giáp cùng 9 người trong màng gà con. Rất có thể mục tiêu tiếp theo của nó chính là lão đại. Nuốt nước bọt, lão Hồng đứng mà chân khẽ run, lão đổ mồ hôi lạnh. Hu Chin hỏi, lão đại, có chuyện gì vậy? Sau nghe điện thoại xong, sắc mặt của lão đại không được tốt. Lão ông nói lầm bầm. Một con nhóc 15 tuổi lại có thể giết chết người đứng đầu cùng 9 người khác của băng Akon, đồng thời biến mất trước mũi bọn chúng không một dấu vết. Chết tiệt. Tại sao ta lại không nghĩ đến điều này? Nó là cháu gái kẻ được mệnh danh là đệ nhất sát thủ. Thằng chó giáp, mày chết cũng đáng, nhưng mày hại cả tao rồi. Thằng chó. Lão Quang nổi điên, đập bàn đập ghế. Hu Chin hỏi tiếp. Lão đại đang nói cái gì vậy? Lão Quang nhìn Hu Chin đáp. Còn nhóc đó sẽ tìm tới đây. Mẹ kiếp. Không được rồi. Bỏ qua bọn Bạch Hổ. Tao muốn chúng mày tập trung toàn bộ lực lượng tìm ra cho tao đứa cháu gái của Lý Bạch Huệ. Nghe cho kỹ đây. Thấy nó ở đâu, giết ngay ở đó. Không cần báo cáo. Bằng mọi giá phải giết chết cho tao. Mau làm đi. Chương 67. Săn lùng. Hồ Chín cúi đầu vâng dạ rồi ngay lập tức thực hiện theo những gì Lão Hoàng vừa nói. Lão Hoàng đưa mắt nhìn hai người được cho là vệ sĩ luôn túc trực bên cạnh Lão Hoàng. Người nam tên là Luân Bảo, người nữ tên là Bạch Ngọc. Nghe đây, bắt đầu từ bây giờ, hai đứa tụi bay không được rời khỏi tao nửa bước. Cất cử thêm người canh chừng kỹ lưỡng mọi lối ra vào tòa nhà. Bất cứ ai muốn gặp tao, chúng mày phải kiểm tra xét hỏi trước, rõ rồi chứ? Cả hai đồng thanh cúi đầu đáp. Rõ thưa lão đại. Làm việc dưới trướng lão ông 15 năm nay, nhưng chưa bao giờ Senway thấy lão ông sợ hãi tới mức cẩn trọng đến như vậy. Vừa rồi nghe lão ông nói với Hu Chin, Senway lơ mơ hiểu thứ đang uy hiếp lão ông hình như là cháu gái của Lý Bạch Huệ, con bé tên Hoa Hoa mà đám Senway đã bắt cóc tại tiệm mì Trường Thọ vài ngày trước. Tiến lại lão ông, Senway hỏi,
Lão đại, con bé đó thực sự ghê gớm như vậy sao? Lão Quồng đáp, thằng chó giáp nó hại tao rồi. Nếu không vì thằng khốn ấy mở lời muốn có con bé thì tao đã nhổ cỏ nhổ tận gốc cho hai bà cháu nó chết chung, thì bây giờ đâu phải lo nghĩ nhiều như thế này. Mẹ kiếp, ghê gớm ư? Không, con nhóc đó sẽ là Lý Bạch Huệ thứ hai. Sơn Quầy ấp úng, Lý Bạch Huệ thứ hai, nhưng lão đại, nó chỉ là con nhóc 15 tuổi thôi mà. Lão Quồng tiếp, đúng vậy, nó mới có 15 tuổi. Thế nhưng nó đã cắt cổ lão giáp, trong lúc tàu thoát còn dùng súng bắn chết 9 người của băng A Khong. Mà mày biết rồi đấy, bọn A Khong đều là lũ Tây lông cao to như hộ pháp. Ấy thế mà không mất nổi một đứa con gái 15 tuổi. Nó là ai? Cháu gái đệ nhất sát thủ Lý Bạch Huệ, là người nhà họ Mã. Chó má thật chứ, tao đã quá để tâm đến mụ già đó mà quên mất đi con nhóc này. Nó mới chỉ 15 tuổi mà đã ghê gớm như vậy, thì càng về sau nó càng trở nên đáng sợ. Với kinh nghiệm cũng như bản năng của tao mách bảo, con nhóc chắc chắn sẽ tìm đến tao sớm thôi. Không chỉ tao, ngay cả chúng mày cũng phải cẩn thận đấy. Sen Wei đáp, vâng, em hiểu rồi, thưa lão đại. Lão đại yên tâm, em sẽ chú ý cắt cử người nâng cao cảnh giác, đồng thời truy sát con bé đó ngay bây giờ. Siết chặt hai bàn tay, lão Hồ nghiến răng kèn kẹt. Đúng vào thời điểm lão Hoang muốn thôn tính Bạch Hồ thì lại xảy ra chuyện lớn. Vấn đề của Hoa Hoa thực sự nguy hiểm, nhưng nghiêm trọng hơn vẫn là chuyện của lão Giáp, người đứng đầu băng A Khong bị giết chết. Chắc hẳn tình hình hiện tại của A Khong đang rất rối loạn, rối ren. Dù ghét thì lão Quang vẫn phải công nhận một điều, đó là khi liên kết với A Khong thì dòng một mắt mới rảnh tay tính đến những chuyện khác. Băng A Khong nhiều năm nay như một đối chọi với hội kiến Cung Tòng, bởi hai băng đảng này đều chuyên về mảng buôn lậu xuyên quốc gia, đồng thời kèn cự việc vận chuyển ma túy từ châu Âu và châu Mỹ, sau đó trung chuyển ra toàn bộ khu vực Đông Nam Á nói riêng và một số quốc gia châu Á nói chung. Hiện tại A Khong đang chiếm ưu thế khi các con đường vận chuyển luôn được đảm bảo thông suốt, còn hội Cung Thong với số lượng thành viên ít hơn, địa bàn cũng nhỏ hơn nên khá khó khăn trong những năm gần đây. Cũng bởi vậy Cung Thong mới chấp nhận làm sân sau cho Bạch Hồ. Với một số nguồn tin quan trọng lão Quang nắm được, Bạch Hồ đã và đang cam kết giúp đỡ Cung Thong chuyển hàng từ Sinh về Trung Quốc đại lục bằng những mối quan hệ của mình. Thị trường Trung Quốc luôn là niềm mơ ước với tất cả các băng đảng buôn hàng trắng trên toàn thế giới. Chính vì thế Cung Tòng chọn cách phục tùng Bạch Hồ. Tuy hít người nhưng Cung Tòng lại là tập hợp của những kẻ máu liều nhiều hơn máu điên, thứ tạo nên bản sắc của hội kín từng được cho là tổ chức giết người không gây tai trong quá khứ. Không có sự trợ giúp của A Khong, chỉ e đối đầu với một Bạch Hồ không còn gì để mất, và đám người thuộc băng Cung Tòng đang chờ đợi thời cơ, dòng ngân mắt sẽ thiệt nhiều hơn là lợi. Tổng hợp hai lý do trên gộp lại, Lão Hùng nhanh chóng đưa ra quyết định tạm thời bỏ qua chuyện Bạch Hồ đánh bom tòa nhà Dragon Central. Trước là để truy tìm Hoa Hoa, sau là đợi xem phía A Khong ổn định tình hình như thế nào. Suy cho cùng, Lão Hùng vẫn luôn là một con cáo già, suy tính tuyệt hơn trong mọi tình huống. Khách sạn Crow, căn phòng ngủ nơi Lão Giáp bị Hoa Hoa giết, một nhóm người mặc đồ đen bước vào, dẫn đầu là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, rất phong độ. Người này mặc bộ di lê màu xám lông chuột, đầu đội mũ phớt cùng màu, miệng ngậm điếu xì gà phì phèo, vừa nhà khói vừa hất hàm, hỏi đám đàn em vẫn đang lục tìm thứ gì đó bên trong phòng. Sao rồi, vẫn chưa thấy ư? Đám đàn em đáp, dạ, chưa thấy thưa ngài, có vẻ như con bé đó đã lấy chiếc điện thoại đem đi. Nhà khói và mặt thi thể Lão Giáp, người đàn ông nhếch mép cười. Khốn kiếp, không ngờ lại có ngày lão ta chết bởi cái sở thích bệnh hoạn của mình. Con lợn béo trông thật thảm hại. Một người đi cùng người đàn ông này ấp úng. Ngài Jack, dù sao thì ngài Giáp cũng là bố của... Người đàn ông tên Jack phá lên cười lớn. Đoàn ông ta túm lấy caravat của gã vừa nói kéo thấp rồi dí luôn điếu xì gà đang cháy vào mắt gã này, khiến gã hét lên đau đớn. Ngài Jack! Nét mặt thay đổi, ánh mắt lờ đờ, vứt điếu xì gà xuống đất. Jack bóp cổ tên đàn em, gằn giọng nói. Đúng vậy, lão ta vẫn luôn là bố của tao, nhưng tao không cần mày phải nhắc, rõ chưa? Tôi rõ rồi thưa ngài. Gã đàn em ôm một bên mắt, quỳ hai chân xuống cúi đầu đáp. Nhếch mép cười, Jack chỉ thị cho tất cả đàn em. Nghe đây, tao không biết chúng mày dùng cách nào, nhưng tao hạn cho tụi mày 2 ngày, phải tìm bằng được chiếc điện thoại. Bởi nó là kỳ vật của bố tao, mà đã là kỳ vật thì không thể để rơi vào tay người khác. Nếu không, tao sẽ thấy có lỗi với bố tao lắm. Phải không bố? Bố chết thật là đúng lúc. Bố yên tâm, con sẽ thay bố tiếp quản A Khong. Thật tốt, hơn cả những gì mà bố đã làm. Chúng mày khóc đi, khóc to vào. Tao đau lòng quá đi mất. 2 giờ chiều, tại một cửa hàng tiện lợi,
Bên trong nhà kho nhỏ để đồ cũng là nơi nhân viên bán hàng thay quần áo. Lúc này đã gần hết ca chiều, nữ nhân viên bán hàng hí hửng chuẩn bị thay đồ để đổi ca. Khi mở cửa nhà kho, cô nghe thấy có tiếng động phát ra từ chỗ phòng thay đồ. Có chút sợ nhưng nữ nhân viên vẫn từ từ bước tới. Hoàng hồn nhận ra trên nền nhà có vương vết máu, cả tay nắm cửa phòng thay đồ cũng có dính máu. Biết có chuyện bất thường, nữ nhân viên chậm chậm, từ từ lùi bước về phía sau, tính ra khỏi nhà kho thì... bịch. Giật mình khi vừa chạm vào người một ai đó, cô ta hoàng hồn định hét lên, thì bị người đứng đằng sau đá thẳng vào khuỷu chân, khiến cả người khuỵu xuống. Nhanh như cắt, một bàn tay đầy máu vòng về phía trước chụp kín miệng nữ nhân viên, khiến cô không thể hét lên. Ánh mắt thất thần, nữ nhân viên đưa mắt nhìn xuống, chỉ dám nuốt nước bọt khi nhìn thấy mũi nhọn của cây kéo nhỏ đang kề sát vào cổ mình. Một giọng nói thều thào khẽ vang lên sát bên tai nữ nhân viên. Im lặng. Tôi không muốn giết cô. Tôi chỉ muốn mượn cô bộ quần áo. Chương 68. Liên lụy. Nhân viên cửa hàng tiện lợi khẽ gật đầu. Bất chợt Hoa Hoa đẩy nhân viên này vào trong phòng thay đồ. Chỉ ít giây sau, cửa nhà kho mở ra. Một nam nhân viên khác ngó đầu vào rồi cất tiếng gọi. Selena, cậu thay đồ xong chưa vậy? Sắp đổi ca rồi đây. Hé hé cánh cửa phòng thay đồ, nhân viên nữ tên Selena nhìn ra, khẽ đáp. Cậu trông thêm cho tớ một chút, cái cúc áo của tớ nó bị tuột, đang tìm cách gắn lại, thông cảm cho tớ nha. Nam đồng nghiệp gật đầu cười. Được rồi, tại thế cậu chưa ra nên tớ hỏi thôi, làm gì làm đi để tớ trông cho. Cửa nhà kho đóng lại, bên trong phòng thay đồ Selena nhìn Hoa Hoa, vẻ mặt vẫn còn rất sợ hãi. Cô nói, xin đừng giết tôi, bộ quần áo em đang mặc cứ giữ lấy. Hạ cây kéo xuống, Hoa Hoa thò tay vào trong chiếc túi ra định lấy ra thứ gì đó. Serena giật mình, nhắm mắt lại khi Hoa Hoa chìa tay về phía cô. Nhưng mở mắt ra thì thấy trên tay Hoa Hoa là ba tờ $100. Hoa Hoa thều thào, tiền này là tôi trả cho bộ quần áo, chỉ cầm lấy và giúp tôi một việc. Serena không dám cầm tiền, Hoa Hoa vẫn dúi tiền vào tay cô. Serena ấp úng, em muốn chị làm gì? Hoa Hoa đáp, ở đây có bán băng gạc không? Serena lắc đầu, không, không có, mấy thứ đó em phải ra tiệm thuốc. Nhìn cơ thể Hoa Hoa lấm lem những vết máu, máu thấm cả ra bên ngoài bộ quần áo. Selena không biết, rốt cuộc cô bé này đã làm những chuyện gì mà khiến cơ thể bị thương nhiều đến như vậy. Hoa Hoa mở phòng thay đồ bước ra bên ngoài, tiến về phía cánh cửa hậu của nhà kho. Là cánh cửa để nhận hàng hóa chuyển đến cửa hàng tiện lợi. Nhìn Hoa Hoa đi không vững, nhìn lại $300 trên tay. Chẳng hiểu sao Selena lại cất tiếng gọi Hoa Hoa dừng lại mặc dù Selena đang rất sợ hãi. Khoan đã, đợi chị một chút. Hoa Hoa quay đầu, có chuyện gì vậy? Selena chạy tới chỗ Hoa Hoa, đoạn tiếp. Ở đây không có băng gạc, nhưng ở nhà chị có, nhà chị cũng gần đây thôi. Giờ chị đưa em ra xe của chị, sau đó chị đưa em về nhà. Dứt lời, Selena mở cửa hậu nhà kho. Phía sau là con đường vắng. Selena đỗ xe, cách đó chừng vài mét. Một chiếc ô tô nhỏ màu hồng nhạt có kiểu dáng như con bọ rùa. Mở cửa xe cho Hoa Hoa, Selena cẩn thận dặn dò. Chị sẽ ra ngay. Khoảng 5 phút sau, Serena quay lại sau khi lau sạch dấu máu ở tay nắm cửa cũng như đổ nước cho trôi đi vệt máu trên nền nhà. Lên xe, Serena nhìn sắc mặt Hoa Hoa càng lúc càng nhợt nhạt, cô hỏi, em ổn không? Hay để chị đưa em tới bệnh viện? Ngay lập tức Hoa Hoa nhổm dậy, ánh mắt Hoa Hoa khiến Serena rùng mình nhận ra mình vừa hỏi câu không nên hỏi. Nếu tới bệnh viện, tôi sẽ giết chị. Hoa Hoa nói. Serena gật đầu. Chị hiểu rồi. Em đừng cử động mạnh, máu lại chảy ra rồi kìa. Serena lái xe rời đi. Đúng như lời cô nói trước đó, nhà của Serena khá gần cửa hàng tiện lợi khi chỉ mất chưa đến 10 phút lái xe. Đó là một căn hộ nhỏ nằm ở tầng 6 trong khu chung cư bình dân. Mở khóa kéo tấm cửa sắt, Serena đỡ Hoa Hoa vào trong nhà, đoạn đóng cửa rồi chốt lại. Nhà không có ai đâu, chị sống một mình nên em đừng ngại. Ngồi tạm ở ghế đó, chị đi lấy hộp thuốc. Để Hoa Hoa ngồi xuống, Serena với tay lên hộc tủ trên cao lôi ra hộp y tế. Bên trong có đầy đủ cồn sát khuẩn, bông, băng gạc, thuốc đỏ, cả những vị thuốc kháng sinh. Nói chung là khá đầy đủ. Định vén áo Hoa Hoa lên. Nhưng Hoa Hoa vẫn có chút đề phòng. Serena mỉm cười khẽ nói. Để chị xem qua một chút, em yên tâm. Hơn nữa, em cũng tin chị nên mới theo chị về mà, phải không? Hoa Hoa thả tay ra, vén bụng áo Hoa Hoa lên. Serena giật mình khi ổ bụng của Hoa Hoa có một vết thương khá sâu, đã được cô bé dùng băng keo dán lại để cầm máu. Em cởi cả áo ra, được chứ? Hoa Hoa gật đầu. Serena giúp cô bé cởi chiếc áo đang mặc. Em đã làm gì để ra nông nỗi này? Serena nuốt nước bọt, sững người,
khi thấy trên cơ thể Hoa Hoa có rất nhiều những vết thương lớn nhỏ, những vết bầm đã tím đen lại. Ấy vậy mà cô bé vừa rồi còn định bỏ đi kiểm tra kỹ, Serena còn thấy trong miệng một vài vết thương hãy còn găm những mảnh thủy tinh nhỏ. Em bị thương nhiều quá, phải khử trùng ngay, nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất. Đợi một chút, chị sẽ dùng thuốc sát khuẩn rửa qua vết thương, sau đó dùng nước muối rửa lại một lần nữa rồi sẽ bôi thuốc để băng lại. Lục trong hộp y tế ra lọ thuốc sát khuẩn, Serena nhìn Hoa Hoa lo lắng. Sẽ đau lắm đấy, em cố chịu nhé. Để chị bật TV em chú ý vào đó, có khi sẽ đỡ hơn một chút. Hoa Hoa gật đầu. Trên TV đang phát lại bản tin thời sự lúc trưa. Hoa Hoa chăm chú xem, còn Serena đổ thuốc sát khuẩn và bông băng lau sạch vết thương cho Hoa Hoa. Đôi mắt liếc nhìn Hoa Hoa, cô không thấy Hoa Hoa hé răng kêu đau nửa lời, chỉ khẽ nhăn mặt. Mặc dù Serena biết loại thuốc mà cô đang dùng khi rửa vết thương hở sẽ vô cùng đau đớn. Chính Serena đã trải qua cảm giác này khi bị đứt tay. Vết thương khi tiếp xúc với thuốc sát khuẩn sẽ sùi bọt trắng, chỉ nhìn thôi Serena cũng thấy nhói cả người rồi, vậy mà cô bé này vẫn im lặng chịu đựng. Tiếp tục rửa qua nước muối, nhặt sạch những mảnh thủy tinh trên miệng vết thương, mồ hôi đổ ra như tắm, nhưng Serena vô cùng tập trung. Sau khi đảm bảo vết thương đã được khử trùng, Serena bôi thuốc và dùng băng gạc băng lại. Đưa cho Hoa Hoa hai viên thuốc kháng sinh, Serena nói: "Em uống đi, mà em đã ăn gì chưa? Để chị lấy đồ ăn cho em, ăn xong hãy uống, thuốc này có tác dụng phụ là sẽ gây buồn ngủ, ngủ một giấc sẽ ổn thôi." Hoa Hoa không uống thuốc, nhìn Serena, Hoa Hoa đáp: "Cảm ơn chị, tôi thấy ổn hơn rồi, giờ tôi sẽ rời khỏi đây." Như vậy cũng tốt hơn cho chị. Khi Hoa Hoa đứng dậy, thì trong TV đưa tin về vụ nổ tại khu nhà dừng chân cho du khách thuộc đảo Pulauhatu. Đêm hôm qua, tại đảo Ma Lớn đã xảy ra một vụ nổ mang tính chất nghiêm trọng khi trong đống đổ nát, các nhân viên cứu hộ phát hiện ra một số bộ phận cơ thể người không còn nguyên vẹn. Điều khó hiểu là khu vực đảo Pulauhatu cho tới 21 giờ tối hôm qua đã cho thuyền ra đón tất cả các du khách quay trở lại Vivo City. Phía Vivo City cũng xác nhận trên đảo thời điểm đó không còn khách du lịch do Pulauhatu chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu bão. Dù không muốn công bố những hình ảnh này trên sóng truyền hình, nhưng chúng tôi vẫn phải làm để người thân của nạn nhân có thể nhận diện thông qua ảnh chụp lại một số đặc điểm từ những phần thi thể mà đội cứu hộ tìm được. Hoa Hoa tiến về phía trước TV. Trong màn hình TV hiện thị những hình ảnh chụp hiện trường cùng một số bộ phận cơ thể như tay chân, thân người đã bị cháy xém dập nát. Khi hình ảnh cánh tay được phóng to ra, Hoa Hoa sững sờ khuỵu hai chân xuống đất, nước mắt chảy xuống đôi gò má. Hoa Hoa nhận ra hình xăm chữ mã của một vài ký hiệu đặc biệt trên cánh tay kia là của bà nội Lý Mạch Huệ. Serena cũng tỏ ra bất ngờ bởi khi nãy, lúc cởi áo để sơ cứu vết thương cho Hoa Hoa, cô cũng nhìn thấy một hình xăm tương tự như vậy ở lưng của Hoa Hoa. Serena biết mình dường như đã vướng vào một rắc rối lớn. Chương 69, đồng cảm. Bước lại gần Hoa Hoa, Serena khẽ hỏi: "Em gái, em với người trong TV?" Hoa Hoa đáp: "Là bà nội của tôi. Bà vì tôi nên mới rơi vào bẫy của bọn chúng, để rồi phải chết." Bà nội ư? Serena hoảng hốt. TV tiếp tục phát tiếp bản tin thời sự. Tin tiếp theo, cũng vào trưa ngày hôm nay, tại khách sạn Crown đã xảy ra một vụ khủng bố. Con số thương vong ước tính lên đến hàng chục người. Trong đó có một nhân vật cộm cán, khi theo một vài nguồn tin thì người này là thủ lĩnh của một trong bốn băng đảng kết tiếng tại Singapore. Jap Darius, người đứng đầu băng Akong, đã bị ám sát ngay trong phòng ngủ của mình. Hiện tại cũng vẫn chưa biết được danh tính hung thủ, bởi có một điều kỳ lạ là toàn bộ camera của khách sạn Crown đều dừng hoạt động vào đúng thời điểm đó. Một vài nhân chứng cho biết, khi họ đang dùng bữa trưa thì có tiếng súng vang lên. Và ngay sau đó là một màn đấu súng giữa hung thủ cùng người của băng Akong. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Không ngoại trừ khả năng đây là một vụ thanh trừng lẫn nhau giữa các băng đảng trong thế giới ngầm. Tình hình hiện tại đang rất bất ổn. Khi như chúng tôi vừa đề cập, liên tiếp xảy ra các vụ khủng bố. Trước khi khách sạn Crown xảy ra chuyện thì tại tòa nhà Dragon Central trong buổi sáng ngày hôm nay cũng có nghi vấn bị đánh bom. Trước mắt chính quyền yêu cầu người dân nên cẩn trọng và tự biết cách bảo vệ bản thân mình. Trên màn TV hiện thì lại một số hình ảnh chụp tại khách sạn Crown. Những tấm kính vỡ toang thành nhiều mảnh. Hiện trường một vài xác chết bị làm mờ. Serena nuốt nước bọt nhìn Hoa Hoa. Cô nhân viên cửa hàng tiện lợi có vẻ như đã hiểu ra tại sao Hoa Hoa lại bị thương nhiều đến như vậy. Đồng thời, lý giải cho việc trong miệng một vài vết thương trên người Hoa Hoa có găm những mảnh thủy tinh nhỏ. Bất tình lình Hoa Hoa quay đầu nhìn, khiến Serena hoảng hốt lùi chân bước về phía sau. Hoa Hoa nói: "Chắc có lẽ chị cũng đoán được hung thủ mà bọn họ nhắc đến là ai rồi phải không?"
Đúng vậy, tôi chính là người đã giết lũ khốn băng đảng đó. Nếu chị không có ý định báo cảnh sát hoặc giao nộp tôi cho bọn A Con thì tôi đi đây. Serena lắc đầu nguầy nguậy. Hoa Hoa với tay lấy cái túi ra rồi toan bước về phía cửa nhà. Nhưng mới đi được vài bước, Hoa Hoa khuỵu chân xuống, đầu óc choáng váng, mắt hoa đen, nhìn mọi thứ không rõ ràng. Serena chạy tới đỡ Hoa Hoa dậy. Em mất khá nhiều máu, cơ thể lại suy nhược, dù có cố cũng không đi được đâu. Hãy ở lại đây đi, Serena nói. Hoa Hoa hỏi, ở lại đây, bộ chị không sợ tôi sao? Tôi là kẻ sát nhân đấy. Nuốt nước bọt, Serena ấp úng đáp, tất nhiên là có sợ, thế nhưng chẳng hiểu sao chị vẫn nghĩ em làm như vậy là có lý do và em không phải là người xấu. Hoa Hoa khẽ cười, giết người, thậm chí là giết rất nhiều người mà vẫn còn chưa đủ xấu ư? Chị cũng thật là kỳ lạ. Serena tiếp, nếu là giết đám người băng đảng thì chị còn thấy em giống như một người hùng vậy, bởi em đã giúp chị làm được điều mà chị không thể làm nổi. Không giấu gì em, bố mẹ chị cũng đã bị người của băng đảng sát hại từ khi chị còn nhỏ. Đó là lý do tại sao chị sống có một mình. Nhìn vào mắt của Serena, Hoa Hoa biết cô gái này không nói dối. Hơn nữa cô ta cũng chẳng có lý do gì để làm như vậy. Serena nói đúng. Mấy ngày qua, bị đám người dòng một mắt bắt cóc và giam giữ, cơ thể Hoa Hoa phải tiếp nhận một lượng thuốc mê lớn liên tục trong vòng 2 ngày. Trải qua cuộc tẩu thoát khỏi khách sạn Crown sau khi giết chết lão đại băng đảng Akon cùng một số đàn em trong băng lão. Hoa Hoa thực sự đã kiệt sức. Nếu không nhờ chút may mắn cùng bản lĩnh được bà Huệ truyền dạy từ khi còn nhỏ, Hoa Hoa đã mất mạng từ lâu rồi. Không để Hoa Hoa tự quyết định, Serena đứng dậy khóa luôn cánh cửa bằng một ổ khóa từ bên trong, đoạn nói, chỉ khi nào em khỏe lại, chị mới đưa chìa khóa cho em. Hoa Hoa cảnh báo Serena, để tôi ở lại đây sẽ khiến chị gặp rắc rối. Ít nhất có hai băng đảng lớn đang truy lùng tôi. Chỉ cần chúng đánh hơi thấy vị trí của tôi, chúng sẽ không từ một thủ đoạn nào, cũng không tha cho bất kể ai liên quan đến tôi. Serena cười đáp, chị cũng nghĩ như vậy, nhưng biết sao bây giờ? Bởi dù sao thì chị cũng dính vào việc này, cũng đã liên quan đến em. Em nghĩ khi chúng lần được đến đây mà không thấy em thì liệu chúng có tha cho chị không? Tất nhiên là không. Có khi chúng cần bắt cóc chị, tra tấn chị dã man để moi thông tin tung tích của em. Mà như vậy, chị chết chắc. Chi bằng giữ em ở lại đây, chị sẽ được an toàn hơn. Serena nói không sai. Hoa Hoa thở dài, là do chị chọn đấy nhá. Serena gật đầu, yên tâm đi, chị trước giờ luôn lựa chọn đúng. Chị tin lần này cũng vậy. Bởi thế, trở lại ghế ngồi để chị nấu cho em chút đồ ăn. Ăn vào, em sẽ khỏe lại ngay thôi. Hoa Hoa hỏi, trước kia chị từng làm công việc có liên quan đến chăm sóc cấp dưỡng hay hộ lý phải không? Serena ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại, em giỏi thật đấy, sao em biết? Hoa Hoa đáp, nhìn cách chị sơ cứu vết thương, sử dụng thành thạo các dụng cụ y tế để nhặt sạch mảnh thủy tinh và băng bó rất gọn gàng nên tôi đoán như vậy. Serena mỉm cười, chúng phóc, trước đây chị từng làm hộ lý cho một phòng khám tư nhân. Phòng khám này chuyên điều trị cho người lớn tuổi, đa phần là các ông bà già. Chủ phòng khám là một người rất tốt bụng, khám bệnh mà chẳng lấy tiền. Chị được ông ấy dạy cho kỹ năng sơ cứu, chăm sóc bệnh nhân cùng những kiến thức về chế độ dinh dưỡng. Vậy nên trong nhà chị luôn có đầy đủ thuốc men, dụng cụ cứu thương dùng cho gia đình. À, mà đến giờ chị vẫn chưa biết tên của em. Tên chị chắc em có nghe bạn đồng nghiệp của chị gọi rồi. Giới thiệu lại nhé, chị tên là Serena, năm nay 30 tuổi, nhân viên cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Còn em, nếu em không tin tưởng chị hay không tiện nói tên cũng không sao cả. Hoa Hoa trả lời, tôi tên Hoa Hoa, 15 tuổi, là người Trung Quốc đại lục, nhưng đã ở Singapore này được hơn 10 năm. Tôi với bà nội có mở một tiệm mì Trường Thọ ở đường Thiên Ân tại khu phố Pagoda. Nhưng từ nay, tiệm mì sẽ phải đóng cửa. Vừa nấu ăn, Serena vừa hỏi, Hoa Hoa, khi nãy em nói bà nội em bị giết có phải là do đám người băng đảng gây ra không? Và lý do em giết bọn chúng là để trả thù cho bà nội. Hoa Hoa đáp, tuy chưa phải là kẻ trực tiếp gây ra cái chết của bà nội, thế nhưng ít nhiều chúng cũng có liên quan. Ban đầu tôi chỉ muốn rời khỏi đó một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tuy nhiên, bọn chúng không muốn như vậy. Serena thắc mắc, em đã vào trong nhà kho của cửa hàng tiện lợi bằng cách nào vậy? Vừa hỏi xong thì Serena ồ lên, à, chị biết rồi, có phải em đã theo xe chuyển hàng đến nhà kho và lèn vào trong khi hàng hóa được chuyển xuống phải không? Hoa Hoa gật đầu, đúng vậy. Sau khi may mắn thoát khỏi khách sạn Crown, tôi đã trốn dưới gầm xe của chiếc xe hàng. Khi xe di chuyển, tôi bám vào đó và trốn thoát thành công. Điểm dừng tiếp theo của xe chính là cửa hàng tiện lợi đó. Nhân lúc họ chuyển hàng, tôi đã lèn vào. Lúc ấy trên người tôi không mảnh vải che thân. Sau khi tìm kiếm lục lọi trong nhà kho, tôi thấy trong phòng thay đồ có hai bộ quần áo và đã lấy một bộ để mặc. Vừa mặc xong thì chị bước vào. Sợ chị la lên khi nhìn thấy vệt máu ở cửa nên tôi mới đe dọa và khống chế chị. Xin lỗi vì đã làm chị hoảng sợ. Serena trầm trồ, em giỏi thật đấy, mới 15 tuổi mà đã bản lĩnh như vậy.
chẳng bù cho chị, từ nhỏ đến giờ chị luôn bị bắt nạt, thế nên nhìn những người mạnh mẽ như em, chị rất khâm phục. Hoa Hoa im lặng không nói gì thêm. Lấy điện thoại của lão Giáp trong chiếc túi ra, Hoa Hoa ngồi ở ghế xem lại một lần nữa một số thông tin lưu trong điện thoại. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là tiếng quát lớn, mở cửa ra. Chương 70, chủ nợ. Hoa Hoa đứng bật dậy, với lấy cái kéo trên bàn rồi lao về phía cửa, đứng nép sang một bên vách tường, ánh mắt gườm lại vô cùng đáng sợ. Mở cửa ra, Serena, tao biết mày đang ở trong nhà, hôm nay mày đừng hòng trốn. Nhận ra giọng của chủ nợ, Serena vội chạy tới chỗ Hoa Hoa, đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, đoạn thì thầm vào tai Hoa Hoa. Là chủ nợ của chị, không phải bọn người băng đảng. Em tạm lánh vào trong phòng ngủ, chị trả tiền xong sẽ đuổi hắn đi ngay. Nhớ dù có chuyện gì cũng không được ra đâu đấy. Hoa Hoa bước vào phòng ngủ, khép cửa lại, chỉnh quần áo, lấy bình tĩnh, Serena mở cửa. Quả nhiên bên ngoài là tay Teo Chi, một tên cho vay nặng lãi, đồng thời là chủ nợ của Serena. Con khốn, cuối cùng thì cũng chịu lộ mặt. Quá hẹn với tao 2 ngày rồi, điện thoại mày không nghe, đến chỗ làm thì mày đổi ca. Làm ông đây phải tìm tới tận nhà mới được gặp mày. Đẩy người Serena, Teo Chi vội vào trong nhà, dùng đà chân đạp cửa đóng lại. Bất thình lình hắn quay người túm cổ Serena, dí cô sát vào bức tường ngay gần cánh cửa, trừng mắt gã gằn giọng. Số tiền kia mày định trả thế nào đây? Còn đếm, 2.000 đô là tổng số tiền mà mày phải thanh toán cho tao như đã hẹn. Và hiện nay thời hạn đã quá 2 ngày, mày định trốn à? Serena ấp úng đáp. Tôi không trốn, tôi cũng định sẽ gọi điện để trả tiền cho anh mà. Thả tay ra, hắn nhìn Serena và ngay lập tức thay đổi thái độ. Ô, thật sao? Xin lỗi nha, vừa rồi tao hơi nóng. Thế tiền đâu? Serena móc trong túi ra, tổng cộng có 300 đô la Mỹ và 500 đô la Singapore. Đưa tất cả cho Teo Chi, cô gái khẩn khoản. Hiện tại tôi chỉ có từng này, tuy chưa đủ nhưng mấy ngày nữa thôi, sau khi nhận lương tôi sẽ trả cho anh số còn thiếu. Xoay tiền rồi đếm đếm đút tiền vào túi, Teo Chi nhếch mép cười. Lương ư? Tao tưởng mày với thằng bồ của mày đã ứng lương trước mấy tháng rồi chứ. Mày làm chó gì còn lương mà hứa với hẹn. Cũng còn thiếu, tạm gọi là một nửa, để tao xem trong nhà mày có thứ gì đáng tiền, tao lấy để bù vào. Bước vào phòng khách, Teo Chi ngó nghiêng một lúc, Serena kéo tay hắn lại, miệng cầu xin. Nhà tôi không có gì đáng giá cả, anh cho tôi thêm 3 ngày, tôi sẽ trả cho anh đầy đủ. Hất tay Serena, gã tiến về phía trước ghế ở phòng khách, thấy có một chiếc túi da nằm ở đó. Cầm cái túi da lên, Teo Chi nhìn Serena hất hàm hỏi. Túi gì đây? Của mày à? Serena ấp úng trả lời, không phải của tôi, nó là của một người bạn, đừng lấy thứ gì trong đó. Teo Chi mỉm cười, gã mân mê cái túi, cũng là một kẻ có kinh nghiệm về hàng hiệu, chỉ cần sờ qua chất da, Teo Chi biết đây là một cái túi cực kỳ xịn và đắt tiền. Túi của Nam. Chẳng phải thằng bạn trai mày trốn rồi? Thế tại sao lại có cái túi Nam trong nhà này? Đừng nói với tao thằng đó về đây xong trốn nha, để tao xem trong túi có gì nào. Kéo khóa vài cái túi ra nhìn, Teo Chi há hốc mồm kinh ngạc. Khi bên trong túi có rất nhiều tiền đô Mỹ, không chỉ có vậy mà có cả 2 chiếc đồng hồ hiệu Upload. Serena không biết bên trong túi có gì, thế nhưng cô biết cái túi đó là của Hoa Hoa. Tên khốn Teo Chi vội vàng kéo khóa đóng túi lại, hắn nói với Serena. Nghe đây con khốn, bây giờ tao sẽ lấy cái túi này và xóa hết nợ cho mày. Mày nên biết ơn tao đi. Nhưng Serena không chịu, cô lao tới túm lấy cái túi giằng về phía mình. Không được. Tôi bảo rồi, cái túi này không phải của tôi, anh không thể lấy nó, trả lại đây, tiền nợ anh tôi sẽ thanh toán sau 3 ngày nữa. Bốp, Teo Chi vùng tay tát thẳng vào mặt Serena. Cú tát như trời giáng khiến Serena ngã văng ra đất, máu mũi máu mồm bật ra. Đứng bên trong phòng ngủ, Hoa Hoa định mở cửa lao ra ngoài xử lý tên khốn chủ nợ. Nhưng Serena liếc mắt nhìn Hoa Hoa, đoạn lắc đầu, tỏ ý mong Hoa Hoa đừng xuất hiện. Tên Teo Chi còn bồi thêm một cú đá vào bụng Serena, hắn cầm cái túi bước qua người cô cười khẩy nói. Còn đếm, mày tính bà Đông à? Tao với mày từ nay hết nợ, tao sẽ không tìm mày và mày cũng đừng tìm tao nữa. Hơ, chào nha. Mở cửa phòng, Teo Chi bước ra ngoài. Hoa Hoa chạy ra chốt cửa lại rồi lao về phía Serena đang nằm ôm bụng đau đớn. Chị không sao chứ? Serena nhăn mặt đáp. Chị không sao, nhưng thằng chó đó nó lấy cái túi đi rồi, bên trong túi có gì vậy? Hoa Hoa đáp. Bỏ đi, chỉ có mấy nghìn đô la Mỹ và 2 cái đồng hồ mà thôi. Serena há hốc mồm kinh ngạc, nén đau, cô cố gượng dậy túm vai Hoa Hoa ú ớ. Em không nói đùa đấy chứ, mấy nghìn đô Mỹ với 2 cái đồng hồ là đồng hồ gì vậy? Hoa Hoa tiếp, em cũng không rõ nhưng mà chắc khá giá trị bởi đó là đồ mà của lão già em giết. Serena chửi thề, mẹ kiếp thằng khốn, chẳng trách hắn nhất quyết lấy bằng được cái túi, đồ cặn bã, không được, chị không thể để hắn lấy cái túi như vậy được. Dứt lời, Serena đứng dậy tính lao ra ngoài cửa nhưng người đau ê ẩm, Hoa Hoa cũng giữ Serena lại, bỏ đi.
Tìm hắn chỉ khiến chị bị đánh thêm thôi. Nhưng sao vừa rồi chị lại ngăn em? Em có thể giết tên đó trong vòng một giây. Serena dùng mình nổi da gà. Chính vì chị sợ em giết người nên mới ra hiệu em đừng xuất hiện. Thứ nhất, nếu em giết hắn, chúng ta không thể ở lại đây. Thứ hai, trong trường hợp hắn không chết, chẳng phải em sẽ bị lộ sao? Ngoài ra, chị cũng không muốn em vì chị mà ra tay giết người. Hoa Hoa khẽ thở dài. Được rồi, coi như cho hắn cái túi. Đổi lại chị không còn nợ nần gì hắn nữa. Mà này, bộ chị ăn chơi lắm hay sao mà phải vay tiền gã khốn đó? Serena ngẩn ngơ tiếc rẻ. Nhưng trong đó có tận mấy nghìn đô. Tính ra chị nợ hắn có 1.000 đô thôi mà. Em nhìn chị giống loại gã ăn chơi hư hỏng lắm sao? Hoa Hoa lắc đầu. Không giống, nhưng mà sao chị lại vay tiền hắn? Serena đáp. Nói thế nào nhỉ? Chắc do chị ngu, hoặc chị đã yêu phải một gã đàn ông tồi. Anh ta bỏ trốn và để lại toàn bộ số nợ cho chị. Nhưng mà đúng là chị rất may mắn khi gặp được em. Lúc nãy chị nói chị luôn lựa chọn đúng là nói dối đó. Cuộc đời chị chỉ toàn là những sai lầm. Vừa nói, Serena vừa khẽ rơi nước mắt. Hoa nhìn Serena như vậy cũng muốn nói gì đó an ủi. Nhưng Serena gạt nước mắt, ngước mắt nhìn Hoa Hoa, cô nở một nụ cười rạng rỡ. Hoa Hoa, cảm ơn em nhiều lắm. Có lẽ lựa chọn đúng đắn nhất của chị cho tới bây giờ chính là giữ em ở lại đây. Chết thật, quên mất là chị đang nấu đồ ăn cho em. Đợi chị một chút nhé. Bạch Hổ Đường, Lão Hổ đang ngồi uống trà, suy nghĩ về kế hoạch của Lý Sang Yên, thì A Hắc lao sộc vào trong phòng, vẻ mặt hớt hải. A Hắc nói, đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão Hổ nhíu mày hỏi, lão khốn Quang hành động rồi sao? A Hắc lắc đầu, không không, có vẻ như kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Đám người Wong Jong Wong không có động tĩnh gì cả. Tin mà đệ muốn báo với đại ca là thủ lĩnh Băng Ha Kong bị giết rồi. Thân phận được tiết lộ. Chương 71. Đứng bật dậy, chống tay lên mặt bàn bởi cơ thể chưa hoàn toàn bình phục sau chuyện vừa xảy ra. Lão Hồ trừng mắt lại hỏi A Hắc. Thủ lĩnh A Kong bị giết à? Là tên người Hà Lan Jap Darius hay còn gọi là Jap Lông Vàng phải không? Từ bên ngoài, Lý Sơn Nhiên bước vào phòng, đoạn trả lời câu hỏi của Lão Hồ. Chính là Jap Lông Vàng, thưa đại ca. Chào Lão Hắc, lần này thông tin của Lão Hắc cũng rất nhanh nhạy đó. A Hắc quay lại đáp. Trên bản tin thời sự chúng nó đang nói ầm ầm kia kìa, thì có gì mà nhanh mới nhạy. Tôi tưởng cậu phải là người biết đầu tiên chứ. Lý Sang Nhiên mỉm cười. Đúng là tôi có biết. Biết trước khi thời sự đưa tin. Tuy nhiên, mọi thông tin đều phải được kiểm chứng một cách chuẩn xác. Sau đó mới thông báo cho Lão Đại. Lão Đại sức khỏe chưa ổn định. Hãy ngồi xuống trước đã. Cả Lão Hắc nữa. Cả ba người ngồi xuống ghế. A Hắc nói. Bỏ qua tên Jeff đó đi. Dù sao tên khốn ấy chết cũng là một tin vui đối với Bạch Hổ. Ai cũng biết bọn Na Con lâu nay cấu kết với dòng một mắt. Buôn lậu, vận chuyển ma túy từ Singapore sang khắp các nước lân cận. Giờ thủ lĩnh Na Con không còn, kiểu gì lão già hung cũng phải giải trừng. Sang Yên gật đầu. Lão Hắc nói không sai. Cũng bởi vậy mà kế hoạch cùng với những cái bẫy mà chúng ta đặt ra để chào đón dòng một mắt sẽ không dùng được nữa. A Hắc cau mày. Lão già đó thực sự không hành động sao? Lý Sang Yên đáp. Đúng vậy. Sau khi thông tin thủ lĩnh Nga Con bị sát hại lan truyền ra bên ngoài, phía dòng một mắt đã âm thầm giải tán việc điều động người. Lão Quang là như vậy. Lão ta luôn cẩn trọng trong mọi tình huống. Lão Hồ nói, Sang Yên, có khi nào bọn chúng nghĩ chuyện này là do Bạch Hồ gây ra không? Lý Sang Yên trả lời, cũng có thể thưa Lão Đại, vì sáng nay tòa nhà Dragon Center bị chúng ta đánh bom. Không cần suy nghĩ gì, Wong Giang Gong cũng biết là do Bạch Hồ làm. Tiếp theo đến vụ việc tại khách sạn Crown, mấy tháng trước cũng chính Lão Hắc tìm tới đó gây náo loạn. Jap Darius bị giết ngay trong căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, nơi chỉ có người qua con được quyền ra vào. Nếu chúng nghĩ là do Bạch Hồ làm thì chứng tỏ bọn chúng đánh giá Bạch Hồ vô cùng cao. Tuy nhiên với những gì tôi tìm hiểu và nắm được, thì người giết tên Jap là một sát thủ. Nghe đến đây, A Hắc bất giác dùng mình khi nhớ tới một cái tên. A Hắc run giọng, mặt biến sắc, đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ lại là bà ta? A Hắc lắp bắp. Lão Hồ nói, là ai? Nhị đệ biết gì về việc này sao? Trong phòng chỉ có ba người. Hơn nữa, việc Lão Hồ bị đầu độc cùng với việc Lý Sang Yên giả chết đều có liên quan đến người nhà họ Lý. Cụ thể ở đây là Lý Cảnh và Lý Bạch Huệ. Thấy A Hắc ấp úng, Lý Sang Yên hỏi, Lão Hắc, có phải Lão Hắc đang nghĩ tới lão bà đã cắt cổ tôi tại tiệm thuốc Lang Châu đúng không? A Hắc khẽ gật đầu, đúng vậy, chính là bà ta, Lý Bạch Huệ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn kể từ khi A Hắc bước vào phòng,
đây là lần thứ hai lão Hồ phải đứng bật dậy vì thằng Thốt. Bám tay vào vai A Hắc, lão Hồ run giọng hỏi: Lý Bạch Huệ, chẳng lẽ lại là đệ nhất sát thủ Mã gia Lý Bạch Huệ? A Hắc nuốt nước bọt: Vâng, thưa đại ca, chính là người này. Còn một việc nữa, Lý Bạch Huệ chính là con gái của thần y Lý Thôi và là bác của Lý Cảnh. Há hốc mồm kinh ngạc, chân loạng choạng. Ngồi thụp xuống ghế, lão Hồ không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Việc Lý Cảnh là cháu của thần y Lý Thôi thì lão Hồ đã biết. Nhưng thần y Lý Thôi lại là bố của đệ nhất sát thủ Mã gia, là một trong những huyền thoại lẫy lừng trong thế giới ngầm Trung Hoa. Mấy chục năm về trước, thì thực sự thông tin này khiến lão Hồ bị sốc. Đã là người trong giang hồ ở Đại Lục, thì ai cũng phải nghe qua danh xưng Lý Bạch Huệ ít nhất là một lần. Mã gia sụp đổ, thế nhưng Lý Bạch Huệ vẫn là một biểu tượng về sự máu lạnh, tàn nhẫn của thế giới ngầm Trung Hoa. Có thể sau nhiều năm, người ta sẽ quên đi ai đã từng đứng đầu Mã gia qua các thời kỳ, nhưng mãi mãi chẳng ai có thể quên được một sát thủ mang tên Lý Bạch Huệ, người đã góp công lớn khẳng định vị thế cũng như đưa Mã gia lên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực bằng cách giết chết tất cả những thế lực ngáng đường bước tiến của Mã gia. Thế giới ngầm bên Trung Quốc có một câu nói khiến anh em lão Hồ luôn tâm đắc: Lý Bạch Huệ đã dùng xác kẻ thù xây dựng lên tòa tháp cao của nhà họ Mã. Đại ca sao vậy? Lão Hồ đáp: Lý Bạch Huệ thực sự còn sống sao? Một huyền thoại lại xuất hiện ở Singapore, thật không thể tin nổi. A Hắc nói: Thực ra khi biết bà ta là Lý Bạch Huệ, đệ cũng có cảm xúc y như đại ca. Không dám tin bà ta vẫn còn sống, nhưng chính bà ấy là người đã cứu mạng đệ và Tiểu Vũ trong lần hai bọn đệ bị đám rồng một mắt mai phục, lần mà Tiểu Vũ đỡ cho đệ một nhát chém đó, đại ca có nhớ không? Lão Hồ tròn mắt ngạc nhiên: Thật hả? Đệ biết Lý Bạch Huệ từ thời điểm đó, sao bây giờ đệ mới nói với ta, thằng khốn này? A Hắc tiếp: Nếu để nói biết Lý Bạch Huệ thì đệ biết bà ấy phải 3 năm nay rồi, vì hai bà cháu Lý Bạch Huệ có mở một tiệm mì Trường Thọ trên khu phố Pagoda và đệ là khách quen ở đó. Nhưng làm sao đệ biết bà ta là Lý Bạch Huệ? Lúc bà ấy cứu bọn đệ, đệ cũng chưa biết bà ta là Lý Bạch Huệ, cho tới khi đệ đến đó ăn mì, buột miệng nói ra chuyện chúng ta đang tìm thần y Lý Thôi để chữa bệnh cho Tiểu Vũ thì bà ta mới để lộ thân phận, còn suýt chút nữa cắt cổ đệ. Đây, trên cổ đệ hãy còn vết sẹo mờ là do con bé Hoa Hoa, cháu gái bà ta dí dao vào cổ. Bà ấy còn đe dọa, nếu như đệ hé răng tiết lộ thân phận hai bà cháu, bà ấy, thì đích thân bà ấy sẽ xóa sổ Bạch Hồ. Đại ca không biết đâu, Lý Bạch Huệ thực sự rất đáng sợ. Lão Hồ sốt sắng: Thế bây giờ bà ta đang ở đâu? A Hắc lắc đầu: Làm sao mà đệ biết được? Có điều, chính bác cháu nhà họ Lý đã dựng ra vở kịch đầu độc đại ca, dụ sang nhìn tới tiệm thuốc Lăng Châu, sau đó giả vờ giết Sang Jin nhằm mục đích đánh lừa lão Hùng. Sau khi xong việc, bái đi đâu cũng không ai biết cả. Lý Sang Jin khẽ nói: Bái làm như vậy là để cứu cháu gái của mình, cô bé tên Hoa Hoa mà vừa rồi lão Hắc có nhắc đến. Tôi đã nói chuyện và trao đổi với Lý Cảnh, được biết lão Hùng bắt cóc Hoa Hoa, yêu cầu Lý Bạch Huệ giết tôi đổi lấy mạng sống của Hoa Hoa. Đó là lý do tại sao người nhà họ Lý phải dựng lên màn kịch này với một sát thủ đẳng cấp như Lý Bạch Huệ. Việc giết một ai đó trong Bạch Hồ tôi nghĩ không quá khó khăn. Nhưng suy cho cùng, bà ta nghĩ cho Bạch Hồ lại có quen biết với lão Hắc, cộng thêm việc giữa Bạch Hồ và Lý Cảnh cũng coi như chỗ thân tình nên tôi mới thoát chết. Việc này Bạch Hồ đã nợ Lý Bạch Huệ một ân tình. Lão Hồ đã hiểu tất cả mọi chuyện, đứng dậy, lão Hồ chỉ đạo Sang Nhìn cũng như A Hắc: Nếu đã như vậy, phải mau chóng tìm được bà ấy. Nếu bà ấy cần giúp đỡ, Bạch Hồ sẽ dốc toàn lực. Cần thiết chính chúng ta sẽ tìm bọn rồng một mắt để cứu cháu gái bà ấy về. Cho dù không có liên quan đến Bạch Hồ, thì Lý Bạch Huệ vẫn là biểu tượng của thế giới ngầm Trung Hoa Đại Lục, không thể để bà ấy bị lão khốn gồm thao túng. Sang Jin, A Hắc, mau chóng cho anh em đi tìm người. A Hắc vâng dạ vội đứng dậy, thế nhưng còn chưa kịp đi thì Lý Sang Jin đã nói: Không cần tìm nữa đâu, bởi vì Lý Bạch Huệ đã chết rồi. Đêm hôm qua, tại đảo Pulau Hantu đã xảy ra một vụ nổ lớn, khiến ngôi nhà gỗ là nơi dừng chân của khách du lịch khám phá tham quan đảo nổ tung. Sáng nay, khi đi tuần tra đảo sau cơn bão, trong đống đổ nát, đội cứu hộ phát hiện ra một thi thể cháy xém là nữ giới, cao tuổi. Các bộ phận không còn nguyên vẹn. Trên cánh tay của thi thể có một hình xăm mang ký tự mã. Qua tìm hiểu, tôi được biết,
Hình xăm đó chỉ dành cho người thuộc gia tộc họ Mã. Tôi cũng tìm Lý Cảnh để hỏi chuyện và biết thêm. Tối ngày hôm qua, sau khi dàn cảnh tại tiệm thuốc Lăng Châu, bà Huệ được gửi đến một vị trí định vị. Đó là nơi Lão Nguồn trao trả con tin, đạo quỷ Pu Lâu Hàn Tù. Sau chuỗi lại diễn biến của sự việc, thì thi thể đó chắc chắn là của Lý Bạch Huệ. A Hắc sững sờ lắc đầu. A Hắc đáp: Không, không thể nào. Lý Bạch Huệ không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Tôi không tin. Lão Hồ khẽ nói. Vậy còn cô bé tên Hoa Hoa đó thì sao? Lý Sang nhìn đáp. Đội cứu hộ chỉ phát hiện một thi thể duy nhất. Đó là cái bẫy để dụ bà Huệ đến. Cô bé Hoa Hoa kia nhiều khả năng vẫn nằm trong tay Lão Hồ. Hoặc có thể sát thủ đã giết Jeff Darius cũng chính là Hoa Hoa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Giả Diện Hoàng Kim phần 4. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, và hẹn gặp lại mọi người ở trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.